Rồi, hãy xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Me2Me cùng các clip hướng dẫn cách sử dụng đàn organ một cách hiệu quả và các kỹ thuật sửa chữa đàn organ từ căn bản đến nâng cao. Thì hôm nay Tuấn và Tuấn Rồn sẽ trở lại cùng mọi người với một cái nút nhấn của đàn Yamaha. Đây là nút rất là hay hư của dòng VSR-S. Thì trên tay của Tuấn Rồn là một cái nút nhấn của VSR dòng S700 cho đến S910, thì dòng này hiện giờ là đã hầu như là hư rất là nhiều rồi các bạn. Thì theo quan sát thì các bạn có thể thấy được là cái nút nhấn này đã bị độ chế lung tung rồi. Thì cái cách độ này là một cái cách độ rất là nguy hiểm nha các bạn. Những cái nút nhấn mà bị dán giấy bạc như thế này, sau này giấy bạc nó sẽ rớt ngược xuống cái main của đàn mình và nó sẽ làm hư hỏng, thể ra hiện tượng loạn nút, chập cháy đèn thì rất là nguy hiểm. Thì khi nhận được những cái nút nhấn như vậy thì bên mình sẽ tháo gỡ các giấy bạc ra trước, rồi sau đó vệ sinh lại cẩn thận nút. Như các bạn có thể thấy, những cái điểm ở bên cạnh đây là những cái chỗ mà dán giấy bạc và anh em dùng keo 502 để dán, thì nó sẽ nguy cơ làm rách luôn cái phần nút, mà rất là nguy hiểm, rất là khó sửa chữa, sẽ làm cho cái tình trạng hư hỏng nó nặng lắm luôn. Và sửa thì rất mất thời gian, thì chúng ta cần phải mài lại trước cho nó rớt tất cả các keo 502 ra, rồi bên mình mới tiến hành phục hồi được. Rồi bây giờ thì Tuấn sẽ tiến hành vệ sinh bằng cách là mài. Thì nếu mà các bạn không có máy mài, các bạn có thể dùng giấy nhám để chà. Lưu ý là chà rất là nhẹ nha các bạn, để cho cái cao su của mình nó không bị hư hỏng, nó vẫn giữ được cái hình dạng mới là đúng. Còn các bạn chà mạnh quá thì cao su nó có thể bị rách luôn, nên thao tác này các bạn hãy cẩn thận. Tốt nhất là các bạn dùng giấy nhám để chà. Bây giờ thì Tuấn đang thao tác là vệ sinh trước khi mình phục hồi lại. Rồi sau khi vệ sinh xong thì các bạn có thể phủi bụi hoặc là lau rửa, sau đó mình phơi khô, sấy khô. Thì ở bên mình là có những cái thiết bị như này rồi, cho nên mình có thể không cần phải rửa hoặc là phơi sấy. Rồi các bạn có thể thấy là những cái thang của nút cao su đã bị phong tróc rồi, và mình sẽ dùng đồng hồ mình đo test để kiểm tra lại. Đó, các bạn cứ để chế độ ôm như thế này, các bạn có thể thấy là hiện bây giờ nó đã là 22 kilo ohm. Thì cái điện trở này thì nó làm cho cái nút nhấn của mình sẽ không hoạt động được, tại vì nếu mà hoạt động được thì nó tầm khoảng dưới 1 ký cho đến 2 ký là nút nhấn hoạt động ổn định nha các bạn. Nó hơn cái số này thì hoạt động sẽ không bao giờ ổn định được, và nút nhấn sẽ có cảm giác bấm rất là nặng tay. Như cái nút mà đã bị hư hỏng thì các bạn có thể thấy là nó lên tới 70 kilo ohm. Thì 70 kilo ohm là coi như là nút nhấn đã bị liệt rồi. Thì bây giờ bên mình sẽ tiến hành phục hồi trở lại. Rồi chúng ta có thể thấy trên bàn làm việc của Tuấn bây giờ nó đang có một bộ phục hồi nút nhấn do Me2Me phân phối cho anh em. Thì công nghệ phục hồi nút nhấn do Me2Me tìm ra từ năm 2011 và đến nay đã được 9 năm rồi. Thì bên mình làm cái công nghệ này cũng khá là trầm trầy trầm trặc đó các bạn. Tức là đã trải qua quá trình nghiên cứu rất là lâu rồi thì mới tìm được một sản phẩm vừa ý, và còn phải nói chung là phải nguồn bào chế lung tung nữa thì nó mới ra được mỗi sản phẩm mà như bây giờ mình mới có thể thương mại được. Thì Me2Me chính thức thương mại sản phẩm này vào năm 2020. Có lý do là nhu cầu sửa chữa của anh em quá nhiều, mà anh em thì ở rất là xa, thì do đó Me2Me sẽ bán cái bộ sản phẩm này cho mọi người. Thì các bạn có thể thấy một bộ sản phẩm bao gồm một chai nước màu trắng và một chai nước màu đen. Thì chai nước màu trắng dùng để mình pha cái nước màu đen cho nó loãng ra. Thì chúng ta xem nước màu đen là một cái lọ mực đi, thì nước màu trắng là một lọ nước pha. Thì trên tay của Tuấn Rồn đang cầm một cái ống hút. Cái ống này nó có mục đích là mình hút nước ở trong cái nước màu trắng ra. Đó, mình hút nước ở trong cái chai màu trắng ra và sau đó pha với lại một ít chất mực màu đen. Thì bây giờ Tuấn sẽ lấy cái mực màu đen ra trước, đổ ra
một ít. Chúng ta có thể dùng một que tăm xỉa răng hoặc là bất cứ cái que gì nhỏ thôi, các bạn lấy thật là ít nha. Với một cái nút nhấn ABCD thì các bạn không thể dùng nhiều được, rất là lãng phí. Cho nên các bạn lấy một ít. Đó, cái này là vừa đủ. Có thể là hơi nhiều rồi đó. Rồi thôi, trong cái clip hướng dẫn thì mình có thể làm để cho anh em dễ hình dung. Đó, mình dùng cũng nhiều một tí. Rồi, các bạn có thể lấy cái đó xong chép ra một cái nắp chai hoặc là một cái chén thủy tinh hoặc là một cái dĩa thủy tinh gì đó. Tốt nhất là dùng đồ thủy tinh nha các bạn. Tại vì những cái lọ này là hóa chất cho nên nó dễ là ảnh hưởng tới loại nhựa. Thì do ở bên mình không có cái thủy tinh, không có dĩa cho nên mình dùng cái nắp nước suối á. Thì các bạn có thể lấy cái nắp chai nước suối cũng được. Đó, các bạn có thể lấy hết những cái mực xuống cho cái nắp xuống. Rồi, mình dùng hết sức tiết kiệm nha các bạn, tại vì hóa chất thì rất là mắc, không dễ mua, cho nên mình phải dùng rất là cẩn thận, tuyệt đối không để rơi vãi, không để đổ ra bên ngoài. Rồi, như vậy là mực đã được lấy ra khỏi cái lọ mực và đã được đưa vào cái nắp. Thì bây giờ bên mình sẽ tiến hành hút cái lọ nước ra, hút cái nước hòa tan ra. Rồi. Rồi. Khi mà mình bóp vô này, mình bóp vô xong à, mình đưa vô là nước nó sẽ tự hút lên. Đó, các bạn dùng một lượng nước rất ít nha, chỉ 1-2 giọt thôi. Rồi, đủ rồi, ok rồi. Đó, chỉ tầm đó là đủ rồi các bạn. Khi nào mình khuấy mà mình có cảm giác nó quá đặc thì lúc đó mình mới tha thêm từng giọt nữa. Rồi, dùng xong các bạn nhớ là đậy nắp ngay, tại vì lọ nước này rất là dễ đổ. Rồi, chúng ta tiến hành khuấy đều. Rồi, khuấy thật kỹ, các bạn có thể thời gian khuấy có thể lên tới 5 phút, 10 phút không sao hết, miễn sao cho cái mực mình pha nó đảm bảo cái tính năng, đảm bảo độ loãng vừa phải và độ đặc sệt vừa phải, để cho khi mà nó bám lên trên nút á đó, mình không cảm giác nó bị chảy lem ra ngoài là ok. Việc này pha nó giống như là pha mực tàu với nước vậy thôi. Để cho mình pha ra được một loại mực như vậy thì nó giống như là pha mực tàu đó các bạn có thể là tập pha và làm quen dần dần thì cái kỹ năng của mình nó sẽ lên tay thôi, nó cũng không khó lắm. Rồi, Tuấn đang tiến hành pha. Thì trong khi Tuấn đang pha thì mình sẽ giới thiệu luôn một cái thiết bị nữa, đó là thiết bị máy khò. Thì để mà sửa chữa được cái nút nhấn thì mình phải sắm một cái máy khò giống như vậy các bạn. Loại máy khò này thì bán rất là nhiều ở trên Lazada, Shopee hoặc là Sen Đỏ. Thì nếu các bạn mà mua bán các bạn ngại hoặc là khó khăn gì thì cứ liên hệ bên mình có thể mua giúp cho các bạn. Những loại này thì rẻ lắm, nó dao động tầm khoảng 100 đến 200 nghìn thôi, nhưng mà tùy hãng sản xuất nữa. Có thể bạn mua trúng hàng tốt thì xài được lâu, còn các bạn mua trúng hàng mà nó dỗm hơn thì chỉ xài vài ba lần rồi mất, nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả của mình. Thì tùy cái giá tiền như vậy đó thì các bạn có thể cân nhắc mua cho được hàng tốt nếu mà các bạn xài nhiều, còn nếu các bạn chỉ làm một lần duy nhất có thể mua một cái loại giá rẻ thôi, không cần phải xài nhiều. À, mình sẽ kiểm tra lại cái độ sệt của mực. À, nếu như các bạn pha bị hơi loãng giống như thế này này, các bạn cứ khuấy đều và chờ một tí thôi. Các bạn chờ một tí nữa thôi. Chờ một tí nữa là cái nước kia nó sẽ bay hơi đi và nó sẽ có một cái độ đặc. Thì khi mà nó vừa đủ cái độ đặc của mình á thì mình phải chấm vô trong đây, nó không bị lem. Còn các bạn làm loãng quá thì chấm vô đây sẽ bị lem nè. Tiếp tục mình chờ nha. Đó. Trong quá trình chờ cho cái nước nó bay hơi ra thì các bạn cứ khuấy không sao hết. Bữa sau mình làm nhiều thì mình sẽ rút được kinh nghiệm là cần bao nhiêu nước thì vừa đủ cho cái lượng keo, cái lượng mực mà mình vừa lấy ra. Thì với bộ sản phẩm này thì thông thường mình sẽ bán nó có 3 phần. Nó có đây là hai lọ mực và nước pha, một cái ống hút nước và một cái máy khò. Đó, nó sẽ có 3 phần như vậy. Thì máy khò nếu các bạn có rồi thì không cần phải mua.
Còn riêng cái bộ này thì nó có hai phần này là phải có đó. Thì trong cái bộ này, nếu mà các bạn hết cái loại mực này các bạn có thể mua riêng, rồi hết cái nước này các bạn có thể mua riêng, cho nên hoàn toàn có thể liên hệ cho MeToMe để đặt mua lượt lại liền, không có gì khó khăn hết nha các bạn. Thì ngoài cách là liên hệ trực tiếp cho MeToMe thì các bạn có thể mua trên các trang thương mại điện tử như là Sendor hay là Lazada, nó rất là tiện lợi cho các bạn. Các bạn có thể thanh toán ngay khi nhận hàng luôn. Rồi, tiếp tục chúng ta tiếp tục khuấy đều và chờ cho cái mực của mình nó có một cái độ sệt theo yêu cầu. Tại vì theo kinh nghiệm của bằng mắt, chúng ta có thể phân biệt được khi nào là chúng ta có thể trét lên trên cái nút nhấn đó được. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thử nha. Thử vô ngay cái vị trí mà bị nặng nhất đi. Cái vị trí mà có nhiều cái mảng trắng nhất. Đó. Là mình sẽ quay chỉnh máy lại. Ok, mình sẽ chỉnh máy đứng lại luôn để cho mọi người dễ thấy. Rồi. Rồi, Tuấn đang vẽ lại cái thang ngay chỗ vị trí nút nhấn. Và mọi người có thể thấy là bây giờ cái mảng màu trắng kia nó bị lấp, bị che lấp ngay khi mà làm lại. Đó. Các bạn có thể thấy giống như vậy đó. Mình có thể thấy rất là đẹp đúng không? Thì cái này hoàn toàn là tiện lợi, cho nên các bạn có thể vẽ. Thì lúc vẽ thì các bạn cũng dùng một cái cây bút hoặc là cái gì giống như vậy này để các bạn vẽ cho nó dễ nha. Đó. Rồi, các bạn vẽ hết sức từ từ nha các bạn, đừng để rơi vải lung tung ra. Rơi ra thì rất là xấu mà mất công mình phải vệ sinh lần nữa. Mình làm hết sức từ từ ha. Yeah, ok. Đó, như các bạn đang thấy là cũng phải rất là cẩn thận. Mình làm hết sức cẩn thận để mà cái mực nó sẽ được bôi đều lên trên cái chân của nút nhấn. Thì sau khi mà các bạn test rồi, bôi rồi thì các bạn nhớ nhìn lại cái bề mặt của cái chân nút. À, các bạn sẽ thấy nó giống như vậy là ok này. Còn các bạn thấy mà nó quá nhấp nhô đây thì các bạn phải sửa lại, tức là mình phải pha thêm nước cho nó loãng ra rồi mình làm lại là ok thôi. À, rất là dễ, chỉ làm vài lần là các bạn sẽ có kinh nghiệm như vậy đó. Thì khi mà làm xong như thế này nè thì chúng mình sẽ bắt đầu sấy. Làm xong thì chúng mình sẽ bắt đầu sấy nè. Rồi mình bắt đầu sấy nè. Rồi khi cái máy sấy này thì mình đã giới thiệu lúc nãy rồi, máy sấy này hay gọi là máy khò đó các bạn. Thì sau khi cắm điện thì các bạn bật công tắc lên. Đó, ở chỗ này nó có một cái công tắc này, mình bật lên. Rồi mà mình sẽ thấy là cái máy này rất là nóng, do đó khi các bạn sử dụng thì các bạn không có để sát ở bên đây, rất là nguy hiểm. Cho nên các bạn để thật xa xong rồi các bạn mới đưa gần lại. Đó là các bạn đưa tới đưa lui hoặc là đứng một chỗ lắc, thì khoảng cách giữa cái máy này và nút nhấn, em cầm giúp anh cái, rồi giữa cái máy này và cái nút nhấn thì sẽ có một cái khoảng cách. Mình sẽ lấy nét lại cái khoảng cách này cho các bạn coi. Đó, thì khoảng cách này là nó tương đương với khoảng 5 cm đó các bạn. Từ tính từ cái miệng của máy khò xuống tới cái nút thì các bạn tiến hành khò, tuyệt đối là không để gần nha các bạn. Tại vì để gần thì cái thang hay là cái mực của mình á, nó sẽ bị phồng lên ngay, rất là xấu. Và lúc đó thì mọi người phải cạo ra để mà làm lại từ đầu, cho nên mọi người phải làm từ xa trở lại chứ không làm được gần trực tiếp đâu. Đó, mình cứ làm từ từ thôi. Và khi làm thì các bạn nhớ tránh xa cái lọ mực này ra, tại vì nếu để gần cái máy khò thì cái mực này sẽ chết luôn, nên mình lấy ra xa. Rồi chúng ta có thể thấy là mực nó đã khô lần lần rồi đó. Đó, nó khô. Khi mà nó khô thì bạn có thể sẽ thấy nó có một cái độ nhám, chứ nó không còn nhẵn bóng, nó không còn óng ánh giống như là lúc mà chúng ta vừa bôi lên trên nút nhấn. Càng ngày bạn có thấy cái độ nhẵn bóng nó càng mất đi, thì đó chính là lúc mà cái than đã khô rồi.
Thì cái quá trình này thì các bạn có thể bấm đồng hồ thời gian để mà xem là tầm khoảng 2 phút là ok. Xíu nữa mình sẽ bấm đồng hồ với lại cái phục hồi của cao su bàn phím. Xíu nữa mình sẽ phục hồi cao su bàn phím cho các bạn thấy. Và mình sẽ bấm đồng hồ để cho mọi người cùng thấy là khi mình phục hồi thì mình cần thời gian bao nhiêu là đủ, hoặc là cách để mình test lại cái chất lượng của cái thang. Rồi bây giờ mình nghỉ một xíu đi, nghỉ một xíu rồi xong rồi mình test lại thử, xem thử cái thang nó đã ok chưa nha. Rồi mình nhìn đồng hồ rồi. Rồi nghỉ chút đi. Rồi chúng ta tắt đèn, để cái máy lại. Đây là một thiết bị xài nhiệt độ cao cho nên các bạn hết sức cẩn thận nha. Cái này mà đụng vô trong tay là phỏng tay, rất là nguy hiểm. Rồi, thì không qua trong quá trình thao tác, trong quá trình sấy thì các bạn nhớ đeo khẩu trang, trang bị bảo hộ đầy đủ, đeo bao tay nếu có. Tốt nhất là phải đeo khẩu trang nha các bạn. Tại vì những cái thứ liên quan tới hóa chất thì các bạn phải bảo vệ cho các bạn. Rồi, chúng ta có thể lấy một cái đầu bằng sắt giống như cái nhíp bây giờ. Chúng ta cạo thử, cần nhẹ thôi, xem sao. Em test thấy thế nào rồi Tuấn? Ok, thang dính chắc. Ok, nếu mà các bạn thấy mà thang nó dính được chắc vào trong ô su, mình có thể lấy cái móng tay mình cậy thử nè. Mình lấy móng tay mình cậy thử mà không dính lên móng tay của mình thì tức là cái thang này nó đã khô rồi đó các bạn. Đó, thấy không? Mình cạo thử nè, không dính một xíu nào luôn ha. Đó, mình dùng móng tay mình cạo thì nó không tróc ra thì tức là nó thành công. Nhớ là dùng móng tay thôi nha, các bạn dùng dao dùng kéo thì chắc chắn là nó sẽ tróc rồi, tại vì lúc đó nó sẽ bị đứt. Rồi chúng ta test lại với cái đồng hồ này. Chúng ta thấy đồng hồ đang để ở chế độ và chúng ta đo thử. Hiện giờ con số đang là khoảng 1 tí luôn đó các bạn, 800.8 đến đó. Nếu để lại thì chúng ta có thể thấy con số nó dao động từ 700 đến 800 ohm, tức là 0.7 đến 0.9 hoặc là đến 1 tí đó. Rồi thì mình cho cái trung bình của một nút nhấn mà phục hồi được nó tầm ở khoảng 720 ohm đi. Đó, các bạn có thể test. Rồi nếu các bạn muốn dẫn điện tốt hơn nữa, muốn cho nút nhấn mình bền hơn nữa thì các bạn thể làm lại tiếp một lớp nữa. Rồi bây giờ Tuấn sẽ tiến hành làm thêm một lớp nữa và chúng ta sẽ đo lại sau để xem kết quả như thế nào nha. Đó, chúng ta bắt đầu. Đó, trong khi cái mực nó vẫn chưa khô thì chúng ta bắt đầu làm lại tiếp. Rồi sau khi đã làm lại một lớp thang thứ hai, làm lại thêm một lớp mực nữa để cho cái độ bám dính nó tăng lên và để cho cái điện trở nó giảm hơn được nữa thì Tuấn sẽ bắt đầu sấy lại và mình sẽ bấm giờ thử.
và các bạn canh tầm khoảng 2 phút là chúng ta có thể ngừng máy sấy lại. Mình sẽ bấm giờ ngay bây giờ. Đây là một cái máy điện thoại, mình sẽ bấm giờ cho mọi người cùng thấy. Rồi. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu bấm giờ. Thì nó tầm khoảng 2 phút rưỡi là các bạn có thể ngừng lại, và các bạn nhớ giữ khoảng cách giữa cái đầu máy khò với lại nút nhấn để cho cái mực của mình sẽ không bị phồng rộp lên nha các bạn. Mình cứ làm từ từ là sẽ ok thôi, các bạn đừng nôn nóng. Nếu các bạn nôn nóng thì sẽ làm hỏng cái nút nhấn và cái mực mà mình vừa kết lên. Cho nên chúng ta hãy hết sức kiên nhẫn để khi phục hồi nút nhấn chúng ta đem lại một cái hiệu quả cao nhất. Chỉ làm một lần thôi là các bạn sẽ có kinh nghiệm thôi. Cái này cũng rất là dễ. Cái phần quan trọng nhất là cái khó nhất là mình đã tìm ra được cái loại mực vừa ấy và có một độ dẫn điện cực kỳ cao luôn. Ngoài ra thì cái loại mực này nó cũng bám dính rất là tốt nữa. Thì một trên thị trường nó sẽ có một số anh em mua được một số loại gọi là keo dẫn điện đó các bạn. Thì keo dẫn điện nó cũng dẫn điện rất là tốt, nhưng là độ bám dính của cái loại đó thì nó lại không được giống như cái sản phẩm của bên mình cung cấp. Thì thông thường keo dẫn điện các bạn chỉ cần dùng tay cạo là nó rớt ra rồi, hoặc là nó sẽ bị khô và bong tróc ra sau khi sử dụng. Và khi keo dẫn điện nó bị khô mà bong tróc ra rớt xuống dưới mạch thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng không tốt cho cái mạch điện của cây đàn của mình. Một số anh em yêu cầu mình làm clip này để hướng dẫn sau khi mua mực ở bên công ty mình về. Thì bây giờ mọi người có thể nhìn vào clip này tham khảo cách để cho mình phục hồi nút nhấn nó một cách hiệu quả nhất. Thì đó, thì sau khi được 2 phút rồi, vừa hết 2 phút là Tuấn đã dừng máy sấy. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái độ khô ráo của mình stop đồng hồ. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái độ cứng của cái than bám trên nút nhấn. Đó. Đó, tôi chờ xíu, em chờ xíu để lấy nét lại đó. Rồi các bạn có thể thấy này đó, mình dùng ngay một cái mũi của nhíp là rất là bén nha, mình cạo nhưng mà nó không tróc ra luôn. Rồi mình có thể dùng cái móng tay mình cạo thử này, đó, mình chặn vô luôn này, cạo này, đó, không sao hết, đó, nó chỉ dính lên dính một cái lớp rất là nhỏ thôi, nhưng mà ở trên này nó vẫn không bị mất đi. Đó, cái lớp mà mình bị dính trên cái móng tay của mình đó là mũi than thôi, chứ nó không phải là cái loại mực mà nó bị tróc ra. Thì bây giờ Tuấn sẽ dùng đồng hồ để đo lại. Và test lại. Rồi, các bạn thấy. Đó, các bạn thấy đó. Nó chỉ có 190 ohm thôi. Một cái độ dẫn điện rất là cao so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường mà mình biết tới. Thì các bạn có thể thấy là Tuấn đang dùng đồng hồ số đo ở chế độ ohm. Và nút này hiện giờ nó dẫn điện là 200 ohm. Đó. Nút này chỉ có 155 ohm thôi. Đó. Đó. Con số trung bình nó nhảy thì mình có thể ước đoán được nó tầm khoảng 160 ohm đến 200 ohm. Thì sau khi mà kiểm tra như vậy là hầu như các bạn đã thành công rồi đó các bạn. Các bạn không có đồng hồ số thì các bạn có thể dùng đồng hồ kim để đọc cũng được. Cách sử dụng đồng hồ như thế nào thì các bạn có thể tham khảo các hướng dẫn sử dụng đồng hồ số hoặc là đồng hồ kim. Trên tay mình hiện giờ là một cái nút ABCD đã phục hồi lại rất là ok. Đó. Thì bây giờ mọi người có thể dùng cái nút này để sử dụng lại bình thường, không có bất cứ vấn đề nào về bị bệnh liệt nút hay là khó ăn nữa. Rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn cách để phục hồi một cái cao su phím đàn nữa. Cao su phím đàn thì nó sẽ khó hơn, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn luôn. Tại vì phục hồi cao su phím đàn thì hầu như là anh em làm là đến khoảng
50-50 thành công thôi chứ không có thành công nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người cách để phục hồi cao su phím luôn. Thì trong quá trình chờ Tuấn sẽ lấy đồ nghề xuống thì mình sẽ tiếp tục kiểm tra lại cái nút nhấn này. Đó. Đó, các bạn có thể thấy này, nó hoàn toàn là giống như một cái nút mới luôn. Đó. Đây là mình cố ý mình lấy một cái nút bị vàng luôn để cho các bạn thấy, hoặc là cái nút bị xấu nhất luôn mà chúng ta phục hồi lại được như thế này thôi. Thì các bạn thấy là cái hiệu quả của cái sản phẩm của bên mình bán là như thế nào. Thì mọi người có thể dùng sản phẩm này để sửa chữa cho bản thân mình, rồi sửa chữa cho bạn bè, hoặc là mua về cho cửa hàng, mua về cho người nhà, người thân của mình sử dụng. Tại vì đây là một sản phẩm sử dụng rất là hiệu quả, giải quyết tất cả các vấn đề về nút nhấn cao su hiện có trên thị trường. Không chỉ là đàn không nha các bạn, những cái sản phẩm khác có cùng sử dụng là nút cao su thì các bạn có thể mua sản phẩm này về để phục hồi được hết luôn. Nó rất là hay. Và sản phẩm này của mình đã tìm ra từ năm 2011 đến giờ luôn rồi, mình bán rất là nhiều rồi. Thì anh em nhạc cụ thì các bạn có thể thấy một số anh em nhạc cụ người ta có phục hồi được đó, thì hầu như là sẽ tham khảo công nghệ ở bên mình trước, rồi sau đó người ta sẽ lấy hàng về và phân phối lại. Thì đây, đây là một cái bộ phục hồi phím cao su mà MiTuMi phát triển để tiện lợi trong quá trình phục hồi một cái phím cao su. Các bạn biết vì sao mình phải dùng cái thiết bị này không? Thì đây là một bộ dụng cụ rất là hay nha. Thì khi bạn thấy đó, cao su của bàn phím Yamaha thì lúc nào nó cũng bị thụt vô bên trong này, rất là khó. Nếu các bạn nghĩ đêm các bạn dùng cái này thì các bạn phải dùng cái động tác giống như vậy, và Tuấn sẽ phải bật cái này ra. Mỗi lần mình làm mình phải bật cái nút cao su này lên rất là khó đó, trên là tùm lum hết, rồi là làm mất thời gian, rồi cầm nó dính tùm lum hết. Thì đó, chính vì lý do đó thì mình đã làm ra một cái bộ kit này. Đó, cái bộ kit này thì sau khi các bạn nhận hàng được thì các bạn sẽ thấy cái bộ kit này nó có hai cái rãnh trượt này này, thì mình trượt ngược ra đó, mình trượt ngược ra đó, các bạn trượt ngược ra đó, mình quay lại cho thấy cho rõ nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, mình trượt ngược ra, mà đừng trượt hết, mình trượt ra, mình để tay lại đó. Ok, mình trượt cái đó thôi, mình giữ tay lại giống vậy. Rồi mình sẽ lắp cái cao su phím vô. Đó, bạn lắp cao su phím vô nè. Đó, hết sức là dễ tiện lợi luôn, tại vì cái này giống như cái khung rồi, các bạn có thể thấy đó, hết sức tiện lợi luôn. Đó. Bộ này cũng phát triển cách đây khoảng 2 năm. Đó. Cái bộ kit này mình phát triển khoảng 2 năm. Rồi, sau khi lắp như vậy, các bạn sẽ lắp cái nắp vào, lắp một cái nắp vào để cho nó đẩy tất cả các nút xuống. Rồi, cái hướng lắp là như thế này đây. Đó. Thực ra clip này mình đã giới thiệu trên mạng rồi, nhưng mà hầu như anh em đều không hiểu hết, cho nên bây giờ mình sẽ nói. Tại vì lúc đó thì rất là bận và nhân viên của mình làm, cho nên các anh bạn cũng không có biết nói như thế nào để cho anh em hiểu hết. Thì bây giờ mình làm lại và mình sẽ nói cho mọi người hiểu luôn. Đó, sau khi tra cái nắp vào thì các bạn lắp theo cái cách mà Tuấn vừa làm đó. Rồi Tuấn sẽ xả ra lại và hướng dẫn lại cái cách lắp nè. Đó, đó, sau khi lắp cái này nè, đó, bạn lắp thành công như giống như vậy rồi đúng không? Rồi, rồi, xong rồi các bạn đậy nắp lên. Rồi bạn đậy nắp lên, chú ý là những cái các bạn chú ý những cái nhỏ nhỏ này nè, đó, cái đầu nhỏ nhỏ này nó sẽ chui vào trong cái cao su luôn, nó khớp vô đó. Rồi, nó khớp vô chúng ta kẹp lại. Rồi, giữ cái tay luôn, kẹp lại, mình giữ cái tay đó là sẽ dính ok. Rồi sau đó chúng ta đậy cái nắp kia lên nữa rồi là xong. Rồi, mục đích chính là để làm gì các bạn? Mục đích chính là chúng ta có một cái phím cao su, chúng ta có một cái miếng cao su hoàn toàn là nổi hết những cái này lên. Đó, các bạn có thể thấy này, đó, nó nổi hết cái này lên để cho mình phục hồi dễ dàng hơn. Đó, và
thời gian chúng ta sẽ được tiết kiệm đi rất là nhiều so với việc là chúng ta cầm miếng cao su rồi méo lên móc xuống rồi dính tay tùm lum hết. Đó, đây là một miếng cao su đã cũ rồi, cho nên bạn thấy có độ bóng này, ở trên mặt những cái thang này nó có độ bóng này. Đó, tức là cao su đó nó bị cũ rồi, thang nó bị cũ rồi. Và bây giờ Tuấn sẽ tiến hành tiếp là phục hồi luôn cái phím. Cao su phím đàn Yamaha loại màu cam này là rất khó phục hồi nha các bạn. Các bạn phải làm cái mực này thật là loãng thôi. Nếu các bạn làm đặc thì nó sẽ dính một cục ở trên cái bề mặt và lúc đó sẽ không đảm bảo kỹ thuật nữa. Đó, mình sẽ lấy tiếp mực ra. Đó, lấy mực ra xong. Các bạn nhớ là khi lấy ra xong thì các bạn đậy nắp ngay. Rồi, sau khi đã pha mực xong và có một cái độ loãng nhất định thì các bạn nhớ là khi phục hồi phím cao su thì mình làm độ loãng của mực cao hơn. Còn nếu các bạn làm đặc quá thì như mình đã nói rồi, nó sẽ gây độ xù xì ở trên cái mặt của cái nút thang và lúc đó không đảm bảo kỹ thuật thì bàn phím của chúng ta phục hồi sẽ bị thất bại luôn. Thì bây giờ mình sẽ đặt máy lại và chúng sẽ tiến hành làm giống như làm với nút nhấn. Nhưng mà làm sẽ rất là mất thời gian hơn và làm kỹ hơn nhiều. Tại vì khi phục hồi cao su phím thì độ khó nó tăng lên. Thì các bạn sẽ dùng một cái đầu để chấm, nhưng mà nhớ là cái đầu nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu. Mình sẽ tính thời gian luôn nha, để mình coi thử là làm cái này nó sẽ mất bao lâu. Mình sẽ tính luôn thời gian để làm. Thì nếu mà các bạn làm bằng Rồi, chúng ta quay trở lại. Do mình đã mất thời gian nghe điện thoại khách hàng gọi tới, thì chúng ta quay trở lại. Mình sẽ bấm giờ và bắt đầu coi Tuấn thao tác thử xem công việc này sẽ mất bao nhiêu thời gian nha các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu lại. Thì quá trình này, thông thường một người cầm cái phím đàn mà phục hồi, cầm một cái cao su phím đàn để phục hồi thì có thể tốn rất là nhiều thời gian do loay hoay bật cái nút lên cho nó nổi lên. Rồi cái thời gian chúng ta vệ sinh lại do là chúng ta trét mực lên mà bị vương vải rớt dính ra ngoài, thì cái bộ kit này nó sẽ khắc phục hoàn toàn những cái trường hợp đó của các bạn, và nó làm cho công việc sửa chữa của các bạn rút ngắn rất là nhiều thời gian nữa. Đó, thì chính vì vậy nó hiệu quả công việc của mình nó sẽ tăng lên nha các bạn. Thay vì phục hồi một cái bàn phím giống như vậy thì các bạn phải mất thời gian tầm độ nửa tiếng đi, thì cái này nó sẽ rút ngắn thời gian cho các bạn, thì các bạn sẽ còn tầm khoảng 10 phút. Nếu các bạn có bộ kit này mà các bạn có 5 bộ một lần, thì sau khi tra 5 bộ vào để phục hồi 5 octa cao su của bàn phím thì mình nghĩ các bạn chỉ tốn tầm khoảng 20 phút cho một bộ bàn phím, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Như các bạn đã thấy, thời gian làm xong một miếng cao su phím chỉ tốn khoảng 1 phút 30 giây. Đó, đó là mình trừ hao luôn rồi đó. Đó, thì mình bây giờ mình sẽ tiến hành sấy. Thì khi trước khi sấy thì các bạn phải tháo cái kit này ra lại đúng không? Khi các bạn vừa tháo ra thì lập tức những cái nút nhấn này sẽ bị sụp xuống ngay. Đó, rất là an toàn luôn. Mình không bao giờ mình bị tróc ra nữa. Và sau đó mọi người sẽ trượt theo hướng này. Đó, thì lúc đó mực này, mực thang là nó đều nằm ở trong nó lại. Và mình lấy cái này ra rất là đơn giản rồi. Rồi chúng ta tiếp tục dùng những cái cao su khác và tra vào như vậy. Nếu các bạn có một bộ kit, còn nếu các bạn muốn tiện lợi hơn thì có thể mua 5 bộ kit một lượt để mình làm cho nó nhanh. Đó, thì sau khi mình lấy ra rồi thì các bạn cũng sấy giống như đối với sấy nút nhấn thôi, thì các bạn cũng để cách xa ra và tiến hành sấy trong thời gian khoảng 2 phút. Mình tiếp tục bấm giờ lại để cho mọi người cùng thấy. Đó, mình sẽ tiếp tục bấm giờ lại. Mình sẽ tiếp tục bấm giờ lại. Đó, tiếp tục bấm giờ lại nha. Rồi, chúng ta bắt đầu.
Tú sẽ tiến hành sấy cái nút nhấn này. Và các bạn nhớ giữ khoảng cách giữa máy sấy và nút nhấn hoặc là cao su phím, để thứ nhất mình không làm phồng rộp cái mực mà chúng ta vừa tiết lên. Thứ hai là sẽ bảo vệ được cái độ bền của nút cao su và cao su phím. Thì khi thao tác với lại các cái hóa chất này thì các bạn tuyệt đối là mình không hút thuốc nha các bạn. Tránh lửa, tránh khói, tránh nhiệt độ cao. Sau khi xài xong thì các bạn phải cất bảo quản cẩn thận ở trong tủ lạnh. Và cái hóa chất này cần được bảo vệ riêng, không đựng chung với thức ăn, không để chung tủ lạnh với tủ lạnh gia đình xài thức ăn, mà các bạn nên sắm riêng một cái tủ lạnh để bảo quản các loại hóa chất giống như vậy. Ở công ty mình thì có riêng cái tủ lạnh để bảo vệ các loại hóa chất, các loại keo, cho nên mình khuyên các bạn cũng nên như vậy để bảo vệ sức khỏe của mình. Và đặc biệt khi thao tác thì phải đeo khẩu trang vào, nhớ đeo khẩu trang, các bạn phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình. Bây giờ quá trình sấy đã hết 1 phút 30 giây rồi, thì tầm khoảng 30 giây nữa là các bạn sẽ thấy ok. Các bạn nhớ giữ khoảng cách. Nhớ sấy đều tay nha các bạn. Sấy hết cái khu vực này thì mình sẽ sấy qua khu vực khác. Thực ra trong công ty của mình thì không dùng cái máy sấy như vậy đâu. Mình sẽ có máy để làm riêng. Tại vì công ty làm thì làm rất là nhiều, cho nên không thể cầm máy sấy để sấy. Nó sẽ không đạt được cái chất lượng cao nhất. Thì đã hết thời gian rồi các bạn. Rồi các bạn có thể xem qua mình kiểm tra lại. Rồi mình sẽ kiểm tra lại. Mình bắt đầu kiểm tra lại cái chất lượng của... Mình sẽ kiểm tra lại chất lượng của cao su nút nhấn bây giờ. Và để mình zoom lại nha. Đó, Tuấn vẫn lấy cái nhíp cào cào vô mà không tróc. Rồi, mình sẽ tiến hành đo luôn. Khi mà đo cái thông số của nút nhấn sẽ, nó sẽ có một đôi chút khác biệt so với lại đo cao su của bàn phím. Thì khi đo cao su nút nhấn thì các bạn sẽ đo ngay cái điểm giữa đó, cái điểm đen nhỏ nhỏ ở giữa đó. Các bạn có thể thấy ở đây là Tuấn đang để kim đồng hồ vào và đo ngay ở giữa. Bạn phải tách rời nha, đo ở điểm đầu này và đầu kia của cái điểm đó. Các bạn có thể thấy kìa, rất là khó đo nha các bạn. Mình sẽ lựa một cái điểm nào đó mình đo. Tầm khoảng 700 ohm, tức là 0.8 đến 0.9 á, 0.7 đến 0.8 đến 0.9 đó, nó loanh quanh 1 kilo ohm đó các bạn. Thì giống y như chất lượng với mình phục hồi của cao su nút nhấn thôi. Nhưng đối với cao su bàn phím thì các bạn không được làm nhiều lớp, chỉ làm một lần duy nhất thôi. Cho nên nó khó là nó khó ở chỗ đó. Các bạn làm không thành công thì sẽ thất bại luôn và không có cơ hội sửa chữa nữa. Và khi làm thì hết sức cẩn thận, mình phải pha thật loãng. Và cái này đòi hỏi kinh nghiệm, thì với mình làm mình có thể chỉ có thể chỉ được tới đây là hết rồi. Thì bao nhiêu những cái kiến thức về làm cao su nút hay là cao su bàn phím mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Còn nếu các bạn gặp khó khăn thì có thể trực tiếp đến công ty Mitomi để mua sản phẩm và được tư vấn sử dụng một cách tận tình nhất. Thì qua clip này, hy vọng mọi người có thể tự mua sản phẩm và tự phục hồi nút nhấn tại nhà, hoặc là tự sửa chữa cho lớp nhạc, cho nhạc cụ của mình, cho cửa hàng của mình. Chúc các bạn thành công. Và bây giờ Mitomi sẽ kết thúc clip. Đây là Tuấn Rồn, kỹ thuật viên của Mitomi kinh nghiệm 2 năm, và bạn đã làm cho Mitomi rất là hăng say. Xin chào mọi người, chúc mọi người thành công.
Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.